Sau đây là các bài tập thể lực nền tảng bổ trợ cho handstand dành cho nữ yoga. Thì kể cả các chị em chưa hề tập qua yoga nhưng mà yêu thích tập luyện handstand thì vẫn có thể tập được. Những bài tập này giúp cho xương khớp, dây chằng, cơ bắp của chị em phát triển rất là tốt. Và yên tâm nó sẽ giúp cho cơ thể nó săn chắc chứ không có bị to và bị uh, sồ nên. nên là chị em đừng có sợ nha. Cái bài mà chị học viên của Thái Vũ đang làm á, nó sẽ giúp cho cái khớp ở vai khỏe mà khớp ba vai khỏe là một nền tảng rất tốt để tập handstand sau này tiếp theo là một cái bài tập lưng dưới rất là quen thuộc nếu như các bạn đã theo dõi thế vũ từ rất là lâu trong những cái video hướng dẫn power yoga trước đó chính là bài reverse plank trong power yoga được gọi là tư thế cái bàn thì bài này là một bài tập rất tốt cho cơ lưng dưới thì cơ lưng dưới khỏe nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cái cục sống rất là tốt ngoài ra nó còn giúp cho mông của chị em săn chắc thì nếu như chị em đã giữ tốt rồi thì nên nhấc cái phần chân lên giống như chị học viên này của thế vũ chúng ta không cần phải nhấc cao đâu nhấc lên một tí xíu mà nhớ nhấc chân lên là duỗi mũi chân ra để chúng ta quen cái cảm giác nhấc chân sau này lên handstand đó tiếp theo là một bài tập tấm ván dài trong power yoga rất là tốt cho cơ bụng cái bài tập này nó mô phỏng giống y chang như cái tư thế siết bụng sau này chúng ta lên handstand trong lúc chúng ta giữ cái tư thế này nè chúng ta ráng cuộn cái phần bụng siết chặt cái phần bụng và cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể đang dồn vào phần bụng và chúng ta gồng vào phần bụng để giúp cho phần bụng trở nên săn chắc cũng như khỏe hơn và sau này lên handstand chúng ta cũng giữ y chang cái tư thế này cũng cụ như thế này trong lúc chúng ta giữ thì chúng ta điều tiết cái hơi thở và một cái bí quyết nữa chính là khi mà giữ cái tư thế này nè chúng ta phải mường tượng rằng là lên handstand thì cái bụng của chúng ta cũng phải siết như vậy á ngoài ra thì cái phần ngực chúng ta phải hớp vào và phần bả vai đẩy lên trong clip thì chị học viên mới tập uh, chưa được khỏe lắm cho nên là chị đó chỉ uh, cuộn phần bụng cũng chưa tốt và cũng chưa đẩy cái phần bả vai và hớp ngực vào nha mọi người mọi người thông cảm tại vì chị học viên này là người hoàn toàn chưa có nền tảng tập luyện yoga mà rất là yêu thích handstand nên là thái vũ vẫn dạy đó đến nay chị đã siết được rồi nè đó ép cái phần mông xuống ép cái phần mông xuống chúng ta vừa ép lưng dưới vừa đẩy bụng lên là nó sẽ cân bằng được chúng sau này chúng ta sẽ áp dụng lên handstand là cái handstand nó sẽ rất là vững nha rồi tiếp theo là một cái bài tập rất là quen thuộc đối với những học viên học Power yoga của Thế Vũ hay là học handstand Đều phải tập trong lúc khởi động hết Nó chính là bài từ tấm ván cao Chúng ta đẩy lên Tư thế dog facing down Hay còn gọi là chóp mặt Thì bài này nè, khi mà xuống này là siết phần bụng nè Siết phần bụng y chang như cái lúc sau này Chúng ta lên handstand và sau đó dùng vai đẩy lên Bài tập này cực kỳ tốt Để phát triển cho cơ vai trước Giúp cho cơ vai trước khỏe và yên tâm là Chắc chắn là cái vai nó sẽ không to ra đâu Nên là chị em cứ yên tâm, chị em tập yoga Mình biết là cứ sợ bị tay vai to cái bài này nó giúp cho tay vai săn chắc lại nên là cứ yên tâm và khớp khỏe nữa rồi sau này tập handstand nó hiệu quả nó an toàn hơn không bị chấn thương rồi tiếp theo là chống tay side plank ở vị trí cao thì bài tập này nó giúp cho phần cơ hông cơ liên sườn của chúng ta khỏe hơn thì như mọi người đều biết cái phần kho mà khỏe thì tập handstand hay là tập những cái tư thế thăng bằng tay khác trong power yoga nó sẽ rất là hiệu quả và chúng ta sẽ tập đều cả hai bên tay trái và phải nếu như mới tập thì ban đầu chúng ta có thể giữ 15 giây thôi rồi tập được cỡ chừng hai ba ngày đó thì tăng lên 20 giây 20 giây 30 giây rồi tăng lên một phút đó cứ từ từ cái bài tập này cũng cực kỳ tốt để giúp cho chúng ta có một cái vòng eo săn chắc đặc biệt là những chị em phụ nữ ha, muốn có dáng đẹp đó thì đó là tất cả những cái bài tập nền tảng thể lực cơ bản toàn thân để bổ trợ tốt nhất cho handstand hy vọng nó sẽ giúp ích cho mọi người ok cảm ơn mọi người nha mình là lê phạm thái vũ chuyên đào tạo handstand cho nữ yoga cũng như là power yoga chuyên sâu chúc mọi người luôn tập luyện tốt